Trôi được mặc áo phao à? Để mặc áo phao à? Wow, chị em mặc áo phao à nhá. Quay vào này về làm cái clip cho cả chi bộ đi nhá. Đẹp không? Việt Nam đẹp không? À, beautiful. Là quay lại đây nào. Và đấy, đây đấy, cái đoàn thuyền cái hưởng kìa. Đấy, đoàn người đẹp. Ôi giời, lên ảnh xinh thế. Đeo, phải đeo lên trán đấy, nhìn thấy là quay đây là bốn chị em quay đây. Úi giời ơi. Úi giời ơi, hơi bị xinh. Đấy, thuyền này lên trước quay. Đấy. Bây giờ anh cái đôi kia bỏ hết mũ lón ra đi. Bỏ hết mũ lón ra. Trông mẹ như giang hồ mới ở mắt kính đen kia. Đua đây. Trông với chị đại giang hồ. Thế đua đây. Đua đây. Nghe em thương ngã nào bao giờ đâu. Đua đấy. Trèo thế trèo cải sang đạo hồi à. Trèo làm khó trèo hơn rồi. Ờ đi thế này là vừa. Không khí quá đi. Thế này là vừa. Cấm mắt chứ, phải cấm mắt này. Phải cấm điên. Ngày xưa Đinh Bộ Lĩnh làm cờ để ấy đấy, đánh trận giả đấy. Đây là cái thiên thiên. Nhưng mà sao mà bắt được của họ? Sao không thả thêm vào cho nó nhiều dê hang lấm. Đây là hang lấm này. Chưa? Đây có cái chùa này. À,
Đấy, phải theo cái kính lên nhưng mà nó nhìn trông như như mấy chị đại giang hồ. Nhìn như là giang hồ. Cái đền đây là cái đình gì hả chị ơi? Đây là đền. Ăn theo chuyến này. 3 mét hả? Wow. Này là hang Vạn. Trang điện này. Cẩn thận không va đầu vào đá nhá. Thế giờ không thả cá ở đây mà bắt nhỉ? Thả à, không cho bắt gì? Được, cầm theo. À, đây. Không nhìn thấy con cá nào nhỉ? Hang này dài phết nhỉ? 250 mét này. Thả trộm rồi đó, sao là thả cá phải cần thả. Bắt trộm cái gì? Tức là họ không cho thả cá ở đây nữa. À nó chết gì? Cá nơi khác thả đây là nó chết gì? À thì là nó chết. À thế à, chỉ có cá ở đây mới sống được ở đây rồi đúng không? Nó quen nước đây, cá nơi khác mà là chết đúng không? Đây đang quay đây, quay lại đây nào. Quay đây nhìn chẳng thấy gì cả, ngoằn ngoèo anh nhỉ. Đây mày mày ở đây vào đây tối lắm, mày không quay lại cái gì chỉ tối tối thôi. Tự nhiên là do người làm đấy. Tự nhiên.
À, tự nhiên. Có cả xa, có cả ánh đây này, mũ đây có cả kim ngân. À, ra đây để điểm danh à? Điểm danh à? Vâng. Kiểu như là không cơ. Không cơ. Danh nhá. Không thích kêu. Quét thẻ. Điểm danh. Nếu mà không sao được thì ghi số của... Đúng, đấy, camera nó đã check ở đấy rồi, nó check đâu xong vào rồi. Cái này gọi là để kiểm tra thôi. Này không? Không, vậy là nó bắt nguồn với công ty kìa. Ừ. Có hộ kia đi nó vớt ấy à, vớt rác à? Công nhận đẹp nhỉ? Đẹp. Này, ông nhìn này, quay cái núi đá. Đá vôi.